Vâng, xin chào tất cả các bác. Xin được chúc tất cả các bác một buổi chiều vui vẻ. Buổi chiều hôm nay thì gia đình chúng em sẽ cập nhật những mặt hàng. Và trước khi để em cập nhật thì em có một vài điều muốn nói với toàn thể các bác, các anh, các chị. Em xin được cảm ơn tất cả các bác, anh, các chị trong 3 ngày vừa qua đã luôn ủng hộ shop cũng như mô hình hoa phong lan rừng của gia đình chúng em rất là nhiệt tình. Thì chúng em chả biết nói gì hơn. Xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các bác. Và có còn một số đơn hàng thì chúng em hết hàng và chúng em không gửi được cho các bác được. Thì ở bên chúng em cũng đã phản hồi và cũng đã gọi điện lại cho các bác, anh, các chị để xác nhận lại rồi. Thì tới này có những mặt hàng mới về thì mong các bác hãy luôn luôn sát sao và luôn luôn theo dõi, ủng hộ mô hình cũng như là kênh Hoa Phong Lan Rừng của gia đình chúng em. Buổi chiều hôm nay thì gia đình chúng em sẽ giao lưu với toàn thể các bác, anh, các chị một cái chương trình mini game nho nhỏ. Chương trình mini game này nó cũng rất là dễ đó. Tất cả các bác, anh, các chị có thể dự đoán, có thể là tham gia, có thể chơi trò chơi được hết ạ. Và em xin phép được giới thiệu qua cái thể lệ cuộc chơi của buổi chiều hôm nay. Thì các bác, các anh, các chị hãy đoán số đuôi của hai tờ tiền, vẫn như là những cái chương trình mini game rất là quen thuộc thôi. Thì các bác, anh, các chị có thể đoán số đuôi của hai tờ tiền em cầm trên tay này. Đó. Số đuôi của hai tờ tiền này. Em xin phép được đọc qua số đuôi, mã số của tờ tiền này là HO140916. Và các bác, anh, các chị đoán hai số cuối cùng của tờ tiền này. Tất cả mọi comment cũng như là mọi 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 tin nhắn được cho là hợp lệ thì mong các bác, các anh, các chị hãy đoán bằng cách là soạn mã số đuôi của tờ tiền cộng số điện thoại. Em xin phép được nhắc lại ạ. Các bác, các anh, các chị nhắn tin hoặc là đoán ấy, đoán cùng trò chơi mini game của gia đình chúng em hợp lệ bằng cách là các bác comment hai số đuôi của tờ tiền này cộng số điện thoại. Thì cái tin nhắn đấy mới là được cho là hợp lệ nhé. Và các bác, anh, các chị mà trúng thưởng thì em chỉ chấp nhận những em chỉ chấp nhận cái tin nhắn là có số đuôi và kèm số điện thoại đi theo. Để sau đấy là chúng em khi mà các bác, anh, các chị mà đoán đúng thì em sẽ kế toán hoặc là nhân viên bên em sẽ liên lạc lại cho các bác, anh, các chị là bác đã trúng, anh A, anh B, anh C đã trúng chẳng hạn, thì kèm số điện thoại thì chúng em mới liên lạc được ạ. Cái trò chơi thì em đã giới thiệu qua xong rồi. Và phần thứ hai em xin được giới thiệu với các bác, các anh, các chị phần quà của buổi chiều hôm nay không kém phần hấp dẫn và rất là hay. Và em đã chuẩn bị sẵn ở trong đấy. Phần quà của buổi chiều hôm nay là một cái cáo xếp hoa phân nhánh. Nhưng mà rất là tiếc là khi mà dân khai thác về đã bị gãy mất cái hoa rồi. Và đặc biệt hơn, cái cáo này là cái cáo nguyên bản. Nó là một cái cáo nguyên bản. Đây, một mẹ một con và một cây rời ở phía dưới này. Đó. Đấy. Đó là một cái cáo nguyên bản nhé. Gồm có 3 này, 6 này, 3 này, 6 này, 8 cặp lá. 8 cặp lá, nhưng tuy nhiên rằng là lá này bên này bị lỗi này. Đấy, cái này dân khai thác bị dập một tí này. Hàng rừng thì không thể tránh khỏi được những cái chuyện mà nó bị gãy dập một tí tẹo. Hoặc nó bị héo bị ấy. Và tiếc hơn thì cái hoa của nó bị gãy mất rồi. Đấy, cái tiếc nhất là cái vòi hoa bị gãy, nhưng cũng không sao cả. Em cũng tin tưởng rằng đây là cái món quà, cái món quà của chương trình mini game rất là hay và rất là bổ ích và cũng cực kỳ ý nghĩa để gửi tới toàn thể các bác yêu hoa phong lan rừng khắp cả nước. Chúng ta cùng hãy dự đoán, chúng ta hãy cùng chơi trò chơi mini game trong chương trình buổi chiều thứ bảy của dành chúng em nhé. Em xin phép được chúc tất cả các bác, các anh, các chị yêu hoa phong lan khắp mọi miền Tổ quốc may mắn và sớm sở hữu được phần quà mà em cầm trên tay. Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả các bác. Phần tiếp theo em xin phép được vào trong đấy em giới thiệu với toàn thể các bác, các anh, các chị yêu hoa phong lan rừng một số giống chủng loại hoa phong lan rừng mà em đã bày sẵn ở trong kia rồi. Thì buổi chiều hôm nay em sẽ có một mặt hàng để giảm giá tới toàn thể các bác, các anh, các chị yêu hoa phong lan. Các bác, các anh, các chị hãy xem hết video. Và phần cuối cùng thì đừng quên đăng ký kênh, đăng ký kênh và bấm vào nút đăng ký cũng như là bấm vào like, comment chia sẻ ủng hộ gia đình cũng như nhà vườn chúng em. Các bác, anh, các chị có thể đăng ký và bấm vào cái nút chuông. Đó, bấm vào cái chuông, biểu tượng cái chuông. Thì mọi thông điệp cũng như là mọi video chúng em đăng tải hàng ngày sẽ hiện lên ngay trên thông báo của các bác, anh, các chị đấy ạ. Đây là chương trình làm việc của các bạn của gia đình chúng em trong buổi chiều cuối buổi chiều ngày hôm nay. Thì đây các bác có thể thấy là gia đình chúng em lấy hàng về đây. Hàng từ trong bản về nhìn thấy. Đó, tất cả chúng em đều phải lọc và cắt tỉa rất là dễ.
rễ, lá vàng lấy các thứ cho các bác. Em cũng mong rằng là các bác cũng thông cảm và chia sẻ với chúng em, với nhà vườn thôi, chứ còn khi mà hàng chất lượng hàng như thế nào thì chúng em cũng cũng muốn là chất lượng hàng nó tốt nhất và đẹp nhất để gửi tới toàn thể các bác, các anh các chị yêu học Phong Lan. Hôm nay thì em có lan về đây, em có những mặt hàng sau đây. Thì đầu tiên em xin phép được giới thiệu lan Đai Châu. Hôm nay em về được 50 cây. Đó. Chất lượng cây đều như hình ạ. Và giá em bán là 165 nghìn một cây ạ. Đai Châu này, Đai Châu Thái các màu nhé. Mã số ở trên cái chậu này rồi. Đây thì các bác có lấy loại màu như thế nào thì vui lòng nói rõ để chúng em chọn cho. Nhưng mà em xin phép được nói qua, ở đây thì hầu như là toàn màu đỏ đốm và màu sắc pháo. Đấy, toàn màu đỏ đốm và màu sắc pháo là nhiều. Đó, mỗi cây từ 3 cặp lá cho đến 4 5 cặp lá. Tuy nhiên rằng là hàng 3 4 cặp lá rất là nhiều. Thì với cái giá như này em nghĩ rằng là sẽ rất là hợp lý cho các bác anh các chị. Bởi vì cây này thì đã hoa bói rồi. Năm ngoái thì hoa đã có hoa bói rồi. Thì chắc chắn năm nay thì chúng ta mua cây này về trồng thì chắc chắn năm nay sẽ có hoa để chơi Tết ạ. 165.000 một cây nhé. Phía trong này là cái đống lùng nhùng này này. Nhìn thì còn rất là đẹp nhá. Rất là đẹp mã nhá các bác nhá. Và em cũng xin phép được nói rõ qua cái mặt hàng này một chút này. Đây là tổng hợp của các loại lan này, gồm có Hạc Vĩ này, Long Tu Xuân này, Kiều Vàng này, Vanda này, các loại linh tinh. Và em sẽ bán cái này thì em sẽ bốc, nhưng em sẽ không chọn cho một bất kỳ một vị khách nào. Là em không chọn cho bất kỳ một vị khách nào. Em sẽ đóng solo cho các bác anh chị là với giá là 150.000 một kg hàng thanh lý này. Phía này em gọi là hàng thanh lý, gồm có Hạc Vĩ, Ngọc Thạch, Long Tu Xuân, Kiều Vàng, thậm chí có cả Hoàng Thảo Mối Tua, thậm chí có cả Vanda Hương Chanh ở phía bên kia. Rồi, 3, 4, 5, 6 loại mặt hàng nhé. Có thể em sẽ làm combo. Em xin nói rõ một lần nữa nhé. Có thể em sẽ làm combo cho các bác anh các chị gồm từ 10 cho đến 15 loại lan. Thì với 15 loại lan thì em sẽ bán với giá là 550. Với 10 loại lan thì em xin phép được bán giá là 450. Đấy, các bác anh các chị mà lấy combo thì em sẽ chọn combo cho các bác anh các chị. Và những mặt hàng combo sẽ là những mặt hàng ở trên shop của gia đình chúng em hiện tại đang bày. Hoàng Thảo Xoắn em bán với giá là 260.000 một cân nhé. 260.000 một kg. Hàng chúng em đã cắt tỉa và giá. Cái lá ở bên kia rụng rất là nhiều đấy, lúc ngay từ đầu video vào đây các bác cũng đã thấy rồi. Lá nó rụng rất nhiều. Nên là cái lá rụng nó không ảnh hưởng gì về cây. Đó. 260.000 một cân. Ở phía trong này, bác nào có lấy hai mốc hồng ấy, cái kia em vừa bán vừa tặng nhé, tất cả chỗ mốc hồng kia. Một đống kia nhé. Em bán với giá là 300.000 cho các bác sưu tầm. Nói thật với các bác như cái này phải được hai rổ ạ. Đây ạ. Em bán 300.000 cho chỗ này cho các bác sưu tầm nhé. Bác nào lấy nửa, một nửa thì em bán 200.000. Bác nào lấy một nửa em bán 200.000. Lấy cả em bán 300.000. Ở đây là một loại lan cẩm chi. Có một bó cẩm chi mà thực ra là cái này thì em không lấy. Nhưng mà khi mà người đồng bào lấy về thì lại trời thì mưa mà các bác thì vừa đói lại vừa rét lại vừa lạnh nữa. Em thấy thương thì em mua thôi. Em mua về để giao lưu với toàn thể các bác này. Đấy. Thì tất cả một bó to thế này. Một bó rất là to nhé. Chắc khoảng vài cân đấy. 4-5 cân gì đấy. Em sẽ bán với giá cả bó này là 400.000 cho các bác sưu tầm nhé. Hàng này hàng sưu tầm. Gọi là lan cẩm chi. Mặt hàng chiều nay em ưng nhất và nhiều nhất đó là Hoàng Thảo Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên thì phiên hôm nay em xin phép không được giảm giá nữa. Sẽ không giảm giá nữa cho các bởi vì là lô này rất là đẹp và nhập nát rồi. Các bác thông cảm. Đế rất là mỏng này. Đế rất mỏng này. Đó. Đế rất mỏng và rất là xanh. Với giá em bán là 200.000 một cân nhé. Cho các bác anh các chị sưu tầm ạ. 200.000 một kg Sơn Thủy Tiên. Đây là hàng Bắc Lào. Đó. Chúng ta có thể thấy hàng rất là đẹp ạ. Đây. Rất là ưng ạ. Em rất là ưng lô Sơn Thủy Tiên này, em rất là ưng. Với giá 200.000 thì các bác mua là em nghĩ là cái đồng tiền bỏ ra xứng đáng. Ngọc Thạch ba màu em vẫn bán giá 180.000 một kg. Hôm nay em về được 20 cân, 180.000 một kg nhé. Phía trong này, hải râu em bán với giá 100.000 một cân cho các bác sưu tầm ạ. Hải râu buổi chiều hôm nay cũng rất là đẹp đây.
Và cái nữa là cái chất lượng cây rất là to này, khô ráo này. Đấy, to, khô ráo thì khi mà gửi đi xa thì các bác rất là yên tâm. Rồi, ở đây em có chồn này, là chồn bé nhé, em bán chỗ thanh lý chỗ chồn này này. Đây này, các bác xem này, cây còn rất là chuẩn nhưng mỗi tội là cây nó hơi bé. Cả chỗ chồn này em sẽ bán với giá với cho các bác sưu tầm là 300.000 nhé, 300.000 cho chỗ chồn này. Đó, hôm nay thì cái kỳ lan kiếm đỏ về rất là ít, em chỉ được có 5 bó đấy, và hàng hôm nay rất là ngắn và đẹp. 5 bó buổi chiều hôm nay em bán giá 100k một bó cho các bác sưu tầm nhé, 100k một bó kiếm đỏ rất đẹp ạ. Ở phía trong này này, tới này có khi em sẽ mắc thêm một cái bóng điện ở trong này nữa để cho nó đủ cái độ sáng để em quay video nó sẽ ngon hơn. Trong này đó là hoàng thảo môi tua, môi tua, hoàng thảo môi tua, em bán giá 80.000 một cân nhé, hoàng thảo môi tua nhé, 80k một kg cho các bác, anh các chị sưu tầm ạ, giá chỉ 80.000 một cân ạ, hoàng thảo môi tua. Tiếp theo, van đại hương chanh, đây là một loại lan em bán phổ thông và nhiều nhất ở tại shop của gia đình chúng em. Giá của chúng em bán cũng rất là hữu nghị và hay và đẹp cho các bác, các anh các chị sưu tầm. Em bán 60.000 một bó cho các bác nhé, 60k một bó. Đây, một bó được một giò rất là to ạ, một bó đại tướng luôn các bác ạ. Đây, đó, một bó to như này luôn ạ, 60.000 đấy ạ. Đấy, mặt hàng hôm nay chiều nay về nữa, đó là giáng hương cẩm báo. Cẩm báo lô hôm nay về, thực sự những cái lô cẩm báo này chúng em nhập từ dân về, chúng em đã cắt tỉa, đã bảo dân cắt tỉa dễ, rất là sạch sẽ. Và phải nói là về chất lượng về cây các bác xem đấy ạ. Đây ạ. Đó, có thể thấy là hàng rất là đẹp ạ. Và cái chất lượng cây thì rất là tốt luôn. Và giá em bán là 300.000 một cân nhé. một cân. Bao hàng đẹp cho các bác từng cây một ạ. Đây ạ, có cả cây to, cây bé. Tuy nhiên chúng ta nên mua cây bé đều đều như thế này thì nó sẽ được nhiều cây hơn này. Hàng không bị hỏng một lá nào ạ. Đây các bác xem kỹ ạ. Hàng không bị hỏng một lá nào nhé các bác, anh chị nhé. Đây ạ. Đây, ở đây có 2 cây, 3 cây rất là đẹp này. Đây. Đó, đây này. Các bác xem này. Đây là 2 cây to nhé. Đó, các bác xem. Cầm im đi. Đó, đây là 2 cây to. 2 cây to, rất là đẹp. Đó. Ngoài ra ở trong này em còn có thêm một ít hoàng thảo ý ngọc, tầm khoảng chỗ này tầm khoảng 2,5 kg gì thôi. Hoàng thảo ý ngọc em bán 300.000 một cân nhé các bác nhé. 300.000 một cân ạ. Tiếp theo ở ngoài này là hoàng thảo vôi, 250k 1 kg. Đây. Hoàng thảo vôi những lô này thì ui em vừa đá vào cái. Hoàng thảo vôi những lô này thì chúng ta có thể thấy là nó đã có mầm rất là nhiều rồi này. Đấy, cái tầm này thì chúng ta trồng rất là tốt luôn. Nhưng mà cái ngại nhất là khi mà cái tiết trời mà nắng nóng thì những cái mầm tơ nó hay bị thối khi mà gửi đi xa. Cũng may là cái lô hàng chúng em lấy là nó khô ráo. Giá 250 một cân hoàng thảo vôi nhé. Hoàng thảo kim điệp nhựa. Lô này rất là tươi đẹp này các bác này. Đây này. Đây hoàng thảo kim điệp nhựa này. Giá em bán của hoàng thảo kim điệp nhựa em chỉ bán với giá là 160.000 một cân thôi nhá. 160.000 một cân cho các bác sưu tầm nhé. Kim điệp nhựa. Lô này rất đẹp ạ. Rất đẹp và rất là tươi ạ. Cái này thì rất là tươi. Đây. Em có thể nói là cái lô này lô nó tươi nhất từ đầu lô chúng em nhập kim điệp nhựa đến bây giờ. Ở những lô trước vừa rồi em mua nó thấy cây rất là héo. Nói thật với các bác rất là héo. Rất là héo. Tiếp theo, cái mặt hàng mà buổi chiều hôm nay em muốn bán giảm giá với toàn thể các bác, các anh chị, đó là giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo là một mặt hàng truyền thống cũng như là một loại lan rừng phổ biến ở tỉnh Cao Bằng. Thì với sản lượng khai thác mỗi năm là hàng chục tấn, thậm chí đến 20-30 tấn gửi vào các tỉnh Tây Nguyên, ví dụ như các tỉnh ở các huyện ở trong Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đức Trọng, Di Linh. Thì anh em ở trong đấy trồng giáng hương đuôi cáo ở ngoài Bắc này rất là nhiều. Chính vì cái lý do đấy thì phiên hôm nay em xin phép được bán giảm giá cái mặt hàng giáng hương đuôi cáo của nhà vườn chúng em với cái giá rất là hữu nghị phải chăng với toàn thể các bác anh chị sưu tầm, đó là giá là 160.000 một cân nhé. Giá của giáng hương đuôi cáo buổi chiều hôm nay, và duy nhất buổi chiều hôm nay và ngày mai chúng em sẽ bán giảm giá giáng hương đuôi cáo trong 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Ngoài mini game thì chúng em có cái mặt hàng giảm giá trong shop, đó là giáng hương đuôi cáo với giá là 160.000 một kg. Và đây là cơ hội để toàn thể các bác anh các chị yêu hoa phong lan khắp cả nước lựa chọn cho mình những cân giáng hương đuôi cáo Cao Bằng thật là đẹp. Đó. Hàng em bán giảm giá đây.
chất lượng hàng như hình ạ. Đó, các bác xem nhé. Tiếp theo, đây là kiếm bạch ngọc đối công em bán với giá là 550. Hôm nay buổi chiều hôm nay em có về được một dề với lại hai bó con kia tầm khoảng 4 kg đấy. 550 một cân. Hoàng thảo kim thoa. Giá 90.000 nhé các bác nhé. Kim thoa nhé, 90.000 một kg này. Kim thoa này nó gần gần giống giống như long nhãn nhưng tuy nhiên rằng là cái giá cả khi nhập thì đắt hơn. Hoa của nó đẹp hơn hoàng thảo long nhãn. Giá 90.000 một cân. Tiếp theo đây là kiều vuông nhé. Kiều vuông giá của em bán phiên hôm nay là 230.000 một kg. Kiều vuông này rất là ít có. Hôm nay mãi tận hôm nay chúng em mới có. Khi mà em nhận được lô lan này thì cây của nó thì chất lượng cây của nó thì cũng không được ưng nhau lắm. Thực sự mà nói là hàng như thế này là không ưng về chất lượng gì. Thì nói chung là về trồng trong nhà vườn hoặc trồng chơi thì em nghĩ rằng là cũng rất là ổn. Nhưng tuy nhiên là lá của nó bị mất khá nhiều rồi. Đấy, tình trạng cây như nào thì em nói thế. Đó, giá là em đã cập nhật rồi nhé. Hôm nay thì em lại thiếu long nhãn với phi điệp vàng về. Phi điệp vàng buổi chiều hôm nay có một ti ti thôi này. Các bác này, đây này. Đấy, phi điệp vàng thì giá 170.000 một cân nhưng mà đợt này rất là ít hàng. Không có hàng mà bán rồi. Hạc vĩ này. Đây là hạc vĩ bắc này. Đấy, mọi người có thể thấy là không còn hàng nữa, không còn lan nữa đâu. Người dân khai thác cạn kiệt rồi. Những cái thân tơ này, những cái thân già vừa ra hoa xong cái trước ra hoa nó rất là mập. Sau khi nó một vụ hoa xong các bác nhìn nó thảm hại không ạ? Đó. Nó héo, nó cong queo, teo tóp. Đấy. Mà đấy. Giá em bán của hạc vĩ bắc này, cả chỗ này, cả chỗ hạc vĩ bắc này, em bán với giá 300.000 nhé. Đấy, 300.000. Chỗ này là hoàng thảo tam bảo sắc này, hôm qua hôm kia có bác nào lấy này, cũng hỏi này, lẫn một vài cây hương vani nhưng không sao nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc cả chỗ này khoảng 2 cân đấy. Giá em bán chỗ này 450. 450 cho chỗ hoàng thảo tam bảo sắc và giá 300.000 cho chỗ hạc vĩ này. Tất cả những hàng phong lan rừng á thì các bác anh chị khi mà mua về thì thà cây nó khô còn hơn là cây nó ướt. Chút nữa em sẽ giải thích tại sao nó như thế. Mặt hàng cuối cùng em muốn được giới thiệu đó là hoàng thảo kim điệp xuân. Loại này hoa màu vàng nở vào tháng 3, tháng 4 dương lịch. Loại này rất là dễ ghép, dễ trồng, dễ thuần. Và lô hàng hôm nay rất là chất lượng và đẹp. Đấy. Có một số cây nó rụng lá như này. Mầm tơ rất nhiều. Đó. Giá em bán 170.000 một cân. Hoàng thảo kim điệp xuân. Đấy. Loại này hoa rất sai. Loại này nếu mà bác nào mà biết trồng thì lên rất là tốt và cực kỳ nhiều thân tơ. Đây là cái hàng chúng em vẫn bán thanh lý này, tất cả các loại mặt hàng. Đây ở trên này phần một phần nữa gồm có thập hoa này, bóc đô này, hoàng lạp này, kiều vàng này, các thứ linh tinh. Đây kiều vàng, lô kiều vàng thì thực ra em vẫn bán được đấy, đây này. Bán vẫn rất là ổn đấy. Nó khô. À đây đến kiều vàng em xin phép được giới thiệu này. Từ từ đã. Ở đây em có 3 dề hoàng thảo xoắn. Quên mất em giới thiệu 3 dề cuối cùng. 3 dây hoàng thảo xoắn đẹp long lanh luôn nhá. Giá bán thì cũng khá là mặn mà. Dây đầu tiên em bán với giá là 600.000. Và thân tơ thì em xin phép không được đếm. Đây, rất là nhiều thân tơ. 600.000 cho dây số 1. Dây số 2 to hơn, đẹp hơn. Đây. Rồi dây số 2 to hơn, đẹp hơn. Có thể nói là to gần gấp đôi rồi dây số 1. Giá em bán 1 triệu. Dây số 2. Dây cuối cùng, đẹp nhất, to nhất. Dây số 3 em bán 1.500.000. Đó, 600, 1 triệu và 1.500.000. Bác nào ưng, khóm nào, giò nào thì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho hai số điện thoại mà em treo trên bài nhé. Đó, cuối cùng này, em muốn chia sẻ một chút này. Mùa hè là mùa của cây phát triển và mùa hè là mùa chúng em khai thác lan rất là vất vả. Để các bác, anh, các chị khi mà mua lan với shop, gia đình chúng em nói riêng và tất cả các shop khoa phong lan rừng nói chung thì tất cả các shop thì không ai muốn là bị bom hàng hoặc là bị gửi hàng hoàn lại. Thì có một lý do nhỏ nhỏ em xin phép được chia sẻ. Đó là tại sao là các bác nên mua hàng héo, thà héo còn hơn là thà bị hàng nó tươi mà nó bị ẩm, thối nhũn. Thì hàng héo thì các bác, anh, các chị có thể xử lý rất là nhanh. Xử lý qua nấm, xử lý nấm qua chế phẩm sinh học hoặc là Ridomin, hoặc là chế phẩm Hùng Nguyễn, hoặc là Atonic, hoặc là B1. Chúng ta ngâm tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ, ngâm cả xuống cái chậu nước. Đó, cây héo ấy, đối với cây héo ấy, thì các bác xử lý như thế rất là dễ. Ngâm xuống nước xong thì sau một quãng thời gian nhất định chúng ta bỏ ra để khô cái nước thuốc đấy và chúng ta tiến hành ghép. Trong quá trình chúng ta ghép ấy, thì phần quan trọng thứ hai nữa, các bác hãy tưới nước cho em. Ví dụ như ở trên, em nói đặc thù ở vườn của em thôi, thì như thời tiết mùa hè này chúng em tưới một ngày 3 lần.
thì với các bác ở đồng bằng các bác phải tưới 4-5 lần. Và cái nữa các bác treo nơi râm mát, thoáng râm mát để đảm bảo cái độ ẩm cũng như là cái môi trường cho cây nó càng nhanh ra rễ, càng nhanh ra mầm thì cây sẽ có sự hồi sinh. Và cái cuối cùng em muốn nhắn nhủ rằng là lan rừng nó sức sống của nó rất là mãnh liệt, nó rất là khỏe. Nên là các bác anh chị khi mà nhìn thấy cây héo hoặc là nó bị nẫu nhũn một tí thì các bác đừng lo. Hãy bắt đầu trồng lan rừng ngay từ hôm nay nhé. Em xin được khép lại video bán hàng tại đây thôi. Thì mọi thứ, mọi chia sẻ cũng như là mọi thông tin mà các bác các chị muốn em chia sẻ thêm thì hãy nhắn tin hoặc là hãy gọi điện qua số điện thoại trực tiếp của gia đình để chúng em tư vấn và chúng em có thể chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà chúng em bản thân chúng em đã trải qua quá trình là gần 9 năm gắn bó với nghề trồng lan rồi. Thì em chả biết nói gì hơn, xin được chúc tất cả các bác anh chị có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Em xin chào và hẹn gặp lại vào buổi cập nhật bán lan vào buổi sáng ngày mai.